Mục vụ tin và sống xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta cùng suy gẫm câu chuyện đức tin, ngọn nến cháy sáng. Nữ sĩ người Thụy Điển được giải Nobel văn chương là bà Selma Lagerlöf có kể một câu chuyện như sau. Có một kỵ mã nọ, sau khi đã tham dự một trận thánh chiến thành công tại thánh địa, đã làm một lời thề. Anh muốn đốt lên một ngọn nến ngay từ trên mộ của Chúa Giê-xu và mang ánh sáng ấy về quê hương của anh là thành phố Faenza bên Italy. Quyết định ấy đã biến anh thành một con người mới hoàn toàn. Từ một quân nhân hung hãn chuyên cầm gươm giết người, nay người kỵ mã đã trở thành một con người hiền hòa, sẵn sàng chấp nhận mọi thứ thiệt thòi. Trên đường trở về quê hương, cầm ngọn nến cháy sáng trong tay, người kỵ mã gặp không biết bao nhiêu kẻ cướp bóc, nhưng anh không hề động đến chiếc gươm đang mang trong người. Anh hứa trao cho họ bất cứ điều gì họ muốn, miễn là để cho anh được phép giữ lại ngọn nến đang cháy sáng trong tay. Quân cướp lột hết tất cả những gì anh có, kể cả chiến bào và con ngựa quý của anh. Họ cho anh một con ngựa già để đi từng bước cầm chừng. Sau khi trải qua không biết bao nhiêu thử thách, giờ này người kỵ mã cảm thấy thảnh thơi hơn bao giờ hết. Anh cảm thấy thơ thới vì đã trút bỏ được những của cải không cần thiết. Nhưng anh vui mừng hơn cả vì vẫn còn giữ được ngọn nến cháy sáng đã được thắp lên từ trên mồ của Chúa Giê-xu. Khi anh về đến giữa phố, nhiều người nhìn anh như kẻ khờ dại. Họ chế nhạo và tìm đủ cách để dập tắt ngọn nến trên tay anh. Nhưng người kỵ mã thà chết còn hơn là để cho ngọn nến tắt ngụm trên tay mình. Và cuối cùng, anh đã mang được ngọn nến cháy sáng về đến nhà thờ chính tòa của quê hương anh. Anh dùng ánh sáng từ ngọn nến ấy đốt lên tất cả những ngọn nến trên bàn thờ. Trước anh, nhiều người cũng đã cố gắng làm một lời thề như thế. Nhưng dọc đường, vì nhiều lý do khác nhau, ngọn nến đã tắt ngụm. Được hỏi, đâu là bí quyết giúp anh thành công như thế? Người kỵ mã trả lời như sau: tôi đặt tất cả chú tâm vào ngọn nến. Tôi sẵn sàng bỏ hết tất cả mọi sự để bảo vệ ngọn nến ấy. Cuộc đời của người tín hữu Cơ Đốc chúng ta vẫn thường được định nghĩa như một cuộc hành trình. Một cuộc hành trình trong đó mỗi người chúng ta cầm cháy sáng trong ngọn nến của đức tin. Bao lâu ngọn nến còn cháy sáng, bấy lâu chúng ta còn tiến bước. Sóng gió tâm tối trong cuộc hành trình là điều không thể tránh được. Nhưng nếu chúng ta tiếp tục giữ cho ngọn nến cháy sáng, chúng ta vẫn có thể tiến bước. Chúa Giê-xu nói với chúng ta, chúng con là sự sáng của thế gian. Ước mơ duy nhất của người kỵ mã trong câu chuyện trên đây là được dùng ngọn nến đốt lên từ mồ Chúa để thắp sáng lên ngọn đèn trong nhà thờ. Đó cũng là ước mơ của mỗi người chúng ta. Ánh sáng được trao ban cho chúng ta là để được truyền sang cho những ngọn đèn khác. Có biết bao nhiêu ngọn đèn đang chờ đợi một chút ánh sáng từ ngọn nến của chúng ta để được cháy lên. Matthew đoạn 5 câu 13 đến câu 16 chép rằng: các con là ánh sáng của thế gian. Một thành xây trên ngọn đồi sẽ không bị che khuất. Không ai thắp đèn rồi đặt trong thùng, nhưng đặt trên chân đèn để soi sáng mọi người trong nhà. Vậy, hãy chiếu ánh sáng của các con trước mặt thiên hạ như thế, để họ thấy các công việc tốt đẹp của các con, mà tôn vinh Cha các con ở trên trời. Muốn thật hết lòng yêu thương. Cuộc đời bao tăm tối quanh tôi đang cần đến ánh sáng chiếu soi. Này bạn hỡi xin chớ lãng quên ánh nến trái tim cho đời đẹp lên. Hãy thắp lên đời tớ, hãy thắp cho trần gian, thắp sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin Giê-xu. Hãy thắp
trần gian. Đốt cháy tan niềm đau, xóa bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời.